Như vậy thì trước khi Đức Phật ra đời thì chúng sanh theo quý vị thì họ có đau khổ không? Có. Rồi ánh sáng Phật Pháp lúc bấy giờ chưa có, vì Đức Phật chưa ra đời. Thì chúng sanh lúc bấy giờ thì họ có hai cái cách để họ giải quyết cái khổ đau. Cái cách thứ nhất mà họ giải quyết khổ đau là gì? Tức là họ sẽ đáp ứng, giải quyết mọi cái nhu cầu, mong muốn, ham thích, tâm lý của chúng sinh. Tức là chúng sanh muốn gì được đó, họ đáp ứng như vậy đó. Tức là họ tìm cách để họ đáp ứng những cái gì họ muốn. Thí dụ như họ lạnh quá thì họ muốn sưởi ấm, thì họ đi họ đốt lửa họ sưởi ấm để họ giải quyết cái khổ đau. Họ đói quá thì họ phải đi ăn cho no để họ giải quyết cái sự khổ đau. Họ mệt mỏi thì họ đi nghỉ ngơi. Họ lam lũ thì họ phải làm sao cho đời sống của họ được sung sướng. Như vậy thì có một cái phương hướng, tức là chúng sanh hướng về cái sự hưởng thụ để giải quyết mọi cái bức bách tâm lý mà họ cảm thấy là khổ đau. Mà ngày nay chúng tôi thấy cũng có nhiều người đang sử dụng cái này. Tức là lòng họ muốn cái gì thì họ đáp ứng cái đó. Ví dụ như hôm nay mình ở nhà, mình thấy mình buồn quá, cái mình muốn đi chơi, cái là mình kiếm chuyện mình đi chơi để cho cái tâm mình nó vui. Có không? Có. Rồi hôm nay mình lâu quá rồi mình không có ăn cái món này món kia, mình thấy thèm, cái tâm mình nó muốn, cái họ đi tìm cái món đó họ ăn để họ giải quyết cái sự gọi là mong mỏi của tâm lý của họ, thì cũng bớt cái khổ đau. Thì cái phương pháp này thì gọi là phương pháp lợi dưỡng. Mấy người mà sống như vậy đó thì họ gọi là phương pháp lợi dưỡng. Lợi dưỡng là sao? Tức là dùng những cái thực phẩm và để mà họ cung cấp cho thân thể họ, rồi họ chiều chuộng những cái thực phẩm do ý thức, tức là mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm. Tức là mình thấy cái gì đẹp thì mình nhìn hoài, cái gì xấu mình không nhìn. Hoặc là mình chán, nhìn cái cảnh này quá, rồi mình đi tìm cái cảnh mới mình nhìn. Có những vị Phật tử tu cái đạo tràng này thời gian cái thấy nó nhàm, nó chán, nó buồn, không hoan hỷ nữa, đi tìm cái đạo tràng khác nó mới, tu nó vui. Có không? Có. Có nhiều gì đó. Tức là họ đi giải quyết những cái bức bách tâm lý của họ bằng cách là họ cứ thay đổi những cái gì mà tâm họ muốn. Rồi ngược lại, trước khi Đức Phật ra đời, ngược lại có một số Bà La Môn, người tu hành mà theo đạo Bà La Môn á, thì họ lại nghĩ rằng á, là con người mình khổ á, là do mình ít có tiếp xúc với những cái cảnh khổ. Ví dụ như mình là những đứa con cưng á, lâu lâu nó bị đứt tay chút xíu thôi thì nó đau khổ giống như là ăn mài đổ ruột vậy đó. Nó nôm na là những cái người mà ít va chạm, ít chịu đựng cái cảnh cực khổ á, thì khi họ gặp cực khổ thì họ cảm thấy họ khổ dữ lắm. Cho nên ông bà mình có một câu đó là khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau. Ví dụ như ngày xưa mình mà lam lũ cực khổ á, rồi bây giờ mình sướng thì mình thấy hạnh phúc. Đối với mình ngày xưa trời ơi cực lắm, bây giờ vậy là được rồi. Nhưng mà đối với những người mà trước đây họ sướng, mà bây giờ bắt đầu họ quay lại cái cảnh khổ là họ thấy trời ơi, hồi xưa cành vàng lá ngọc, bây giờ tự nhiên biến thành xương xa học lụ, cái họ mệt mỏi, họ buồn. Có những người hơi nghĩ như vậy. Cho nên nó có một số du sĩ Bà La Môn họ mới đi tìm cái khổ. Tức là họ tìm cái khổ, họ tiếp xúc với những cái khổ thật là lớn, cái khổ thật là khổ. Để làm chi vậy? Để những cái khổ nhỏ đối với họ, họ không thấy khổ. Cho
nên có một số du sĩ họ tu theo khổ hạnh, tức là mùa nóng là đã nóng rồi, họ đi ra ngoài sa mạc á, họ phơi, họ dân nắng ở ngoài đó, họ phơi nóng, phơi nắng ngoài đó. Bởi vì đã nóng rồi, quý vị biết sa mạc là nóng cỡ nào, mà họ ra họ ngồi phơi nữa, thì đối với họ chỉ cần vô trong nhà thôi là thấy mát rồi, chứ không cần mở quạt. Còn mình ở trong máy lạnh thời gian quen rồi, ra đây mở quạt vù 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 rồi thấy còn nóng. Là cái tâm mình á, cái tâm mình nó tiếp xúc với những gì mà nó lớn á, cái khổ lớn rồi, cái khổ nhỏ không sao. Hiểu cái ý này không? Tức là có một số du sĩ ngoại đạo Bà La Môn á, mình á thì họ quen, mình thì quen nằm chỗ im ái rồi, cho nên lâu mình không có cái niệm mình nằm dưới đất mà thấy đau lưng lắm. Nhưng mà quý vị nhớ ngày xưa mình làm gì có niệm nằm, nằm toàn là giạt tre cơ mà. Lâu lâu được cái tấm bộ dáng nó phẳng chút mình đã là sướng rồi. Tre thì nó không đều, đúng không? Quý vị biết cái giặt tre không? Ta đóng từng miếng tre lại đó. Mình nằm nó đâu có thẳng đâu, nó lồi lõm dữ lắm. Nhưng mà mình ngủ cái đó thời gian, cái lâu lâu mình nằm được cái bộ dáng ngựa, mình thấy sướng lắm. Bây giờ bắt đầu mình nằm niệm quen rồi, lâu lâu mình xuống giặt tre nằm sao nổi. Thấy không? Giờ đâu ai ngủ giặt tre đâu. Đã niệm rồi mà phải là niệm niệm mút kim đan nữa mới chịu nha. Niệm mà phải giá trị á, mắc tiền á, chứ niệm rẻ tiền cũng không nằm. Rồi hồi xưa chỉ cần lót miếng mỏng chừng 5 phân được rồi, bây giờ phải là 10 phân một tấc, rồi cái niệm phải 2 tấc nữa mới được. Tôi thì tôi quen rồi, tôi nằm cái niệm 2 tấc, chứ tôi nằm cái niệm tấc tôi nằm cũng không được. Đó, đại khái như vậy. Tức là có một số du sĩ Bà La Môn thì họ đi tìm cái khổ lớn với cái phương châm là để họ giải quyết những cái khổ nhỏ, đúng không? Giống như mình bị đói nhiều quá là lâu lâu được ăn ít rồi thấy cũng no. Còn mình bây giờ ngày nào cũng được ăn hết trơn, bữa nào mà chỉ cần trễ thôi nha là thấy khó chịu rồi. Thay vì cứ 11, 12 giờ là phải ăn, mà sau nay tới 12, 1 giờ rồi mà chưa thấy ăn là thấy khó chịu rồi. Còn cái người mà họ vẫn đói từ sáng tới chiều á, đối với họ cho dù lỡ bữa cũng không sao. Như vậy thì nói tóm lại, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, ngày trước khi Đức Phật ra đời, nó có hai cách để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau của con người, đúng không? Cái khổ niềm đau của con người mình xét cho cùng thì gì? Tức là muốn mà không được, mong cầu mà không xong, rồi mình tiếp xúc với những cảnh mà bất tội nguyện, tâm mình nó không dường như ý thì cảm thấy nó khổ. Thì người ta có hai cách để giải quyết. Một là người ta dùng cái từ gọi là lợi dưỡng, tức là phải cho xây dựng cho mình một cái đời sống sung sướng đầy đủ, không thiếu gì hết. Vật chất, tức là đi thì có người hầu kẻ hạ, có người che dù che lọng, quạt tới quạt lui cho nó mát, nó muốn cái gì là người ta đáp ứng cái đó. Gọi là phương án thứ nhất, gọi là giải quyết cái khổ đau bằng cách lợi dưỡng. Có nhiều người bây giờ họ bỏ tiền ra, quý vị biết không? Họ phải xây cái nhà cho đẹp, những cái biệt thự vậy đó. Thật sự thì họ ngủ có góc à, nhưng mà ở cái nhà cả ngàn mét vuông mà phải bự đẹp đó, để gọi là họ đáp ứng cái tâm của họ muốn như vậy. Ngày xưa thì mình chỉ cần che nắng che mưa thôi, đúng không? Ăn no mặc ấm được rồi, bây giờ không được, phải ăn ngon mặc đẹp thì mới mặc, nhà phải đẹp mới ở, chứ nhà xấu xấu chịu ở, vân 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 vân. Như vậy thì nó có hai cách để giải quyết nỗi khổ niềm đau, quý vị nắm chưa? Một là chiều theo cái tâm mình. Bây giờ ở đây mà ai mà cứ chiều theo cái tâm mình đó là thuộc dạng thứ nhất đó, là lợi dưỡng. Thứ hai là gì? Là họ đi khổ hạnh, họ bức bách, họ không có chiều theo tâm họ, để họ cảm giác cái sự gọi là, chẳng hạn như nhịn đói mà mình ghét, mình nhịn 2-3 bữa vậy đó, nó bỏ ghét. Mày mới có trễ 1-2 tiếng đồng hồ ngồi kêu đồ ăn mà tao bưng trễ chút thấy xót ruột, thấy ghét quá, ngày mai tao nhịn cho mày 3-4 ngày cho bỏ cái tật. Có những người giải quyết vậy đó. Để chi vậy? Để lỡ mà mình vô quán xá mình kêu đồ ăn á, người ta có chậm chạp 5-10 phút cái gì có buồn không? Không buồn, 3 ngày không còn nhịn đói được mà chi mà chút xíu rồi mà nhầm gì, đúng không? Hoặc là họ nằm mùa hè mùa đông á thì họ trầm mình xuống sông Hằng, lạnh dữ lắm. Ấn Độ thì quý vị biết rồi, xứ sa mạc, lạnh là lạnh dữ, mình nóng nóng dữ. Mùa lạnh thì họ lại trùm mình xuống sông Hằng, trầm mình xuống sông Hằng. Mùa nắng thì họ phơi ở ngoài sa mạc, rồi họ nằm ngồi trên những cái vật trong gai không à, giống như là lựa mấy cái vỏ mít
vỏ sầu riêng rồi họ nằm. Đó để làm chi? Để họ nằm quen thời gian rồi mà họ chỉ cần tuột xuống cái nền gạch này thôi là họ thấy họ xuống rồi. Thấy không? Bây giờ quý vị về thử đi, không tin chúng tôi về thử đi, lấy vỏ mít mà nằm. Không nằm niệm nữa mà nằm vỏ mít. À, mùi hôi khó chịu vậy đó, nằm vậy ráng nằm đi. Nằm thời gian cái nó quen. Nó quen rồi quý vị tuột xuống cái nền gạch thì quý vị nằm rồi không cần niệm gì hết, không cần đồ lót, không cần chiếu gì đó là đã thấy hạnh, hạnh phúc đó, họ giải quyết cái nỗi khổ đau vậy. Nhưng mà hai cái cách giải quyết này khi Đức Phật ra đời thì ngài đều phủ nhận. Đó, chúng tôi muốn nói cái con đường trung đạo là vậy đó. Tức là ngài dạy là giải quyết cái nỗi khổ niềm đau này không phải bằng cách là chiều theo tâm của mình, tức là lợi dưỡng, và cũng không phải là khắc khe quá khổ hạnh để giải quyết cái nỗi khổ niềm đau này. Đức Phật ngài ra đời lúc bấy giờ ở tại cội cây Bồ Đề, sau đó 2 tháng ngài có thuyết bài pháp đầu tiên ở tại vườn Lộc Giả Isipatana, nay gọi là Sanath. Nếu như ai đi Ấn Độ thì tới cái vùng Sanath sẽ có cái ngôi bảo tháp thật to, kỷ niệm đánh dấu cái nơi Đức Phật chuyển pháp luật. Tức là ngài giảng cái bài pháp đầu tiên, và cái bài pháp đầu tiên này á, bài kinh đầu tiên này có cái tên luôn là Thamma Chakka Pavattana. Thamma là pháp, Chakka là gì? Bánh xe. Thamma là pháp, Chakka là bánh xe, Pavattana là chuyển. Tức là lúc bây giờ trên thế gian này pháp bắt đầu mới, bánh xe pháp bắt đầu mới vận hành. Thì nội dung của cái bài pháp đầu tiên này Đức Phật giảng cái gì? Đầu tiên ngài vô ngài nêu ra là nên tránh xa 2 thái cực. Một là không nên lợi dưỡng. 2 là không quá khổ hạnh. Và bắt đầu ngài nêu ra con đường trung đạo, Mách-chi-ma-mách-gác, tức là con đường ở giữa. Tức là không có quá lợi dưỡng và cũng không quá khổ hạnh. Thì quý vị để nhớ cái bài giảng này, con đường trung đạo, thì chúng tôi tặng quý vị một câu thơ để quý vị nhớ luôn. Cái bài pháp này nó đơn giản. Đường đời 2 nẻo ngược xuôi, ai đi đường giữa cắt đuôi khổ sầu. Nó hay. Con đường giữa là gì? Con đường giữa là con đường trung đạo. Con đường trung đạo có nghĩa là mình đi con đường giữa, chứ không phải mình đi giữa đường. Nó khác nha. Nghe xong cái ra hoài canh giữa đường rồi đi, nó con nghe xin định giảng hay quá. Đi con đường trung đạo ra giữa đường đi hồi nữa vô nhà thương nằm luôn. Vô nhà xác nằm luôn. Người nào mà nhẹ vô nhà thương, mà nặng vô nhà xác. Như vậy thì con đường trung đạo chúng ta phải hiểu là con đường giữa. Con đường giữa là không có thiên lệch qua bên này, cũng không thiên lệch qua bên kia. Quý vị biết không, khi mà quý vị đi ra ngoài freeway á, xa lộ lớn á, thì người ta hay làm cái con đường lánh nạn ở giữa để dành cho những cái xe mà nó có trục trặc gì đó, họ chui vô cái con đường giữa để lánh nạn. Cái con đường lánh nạn đó, tức là bên đây thì xuôi, bên đây thì ngược. Thì chúng tôi nhìn chúng tôi thấy đúng, đường đời 2 nẻo ngược xuôi, sáng họ lên rồi chiều họ về. Nếu như quý vị mà đi qua bên Mỹ á, quý vị thấy ở trên freeway á nghe, chạy mà trời bắt đầu tối đó thì bên đây á là đỏ đít hết, tức là họ cái đèn đít xe của họ thắng á, mình thấy đèn làm sao đỏ lên hết. Còn bên ngược lại thì vàng hết, bóng đèn ở phía trước á nó sáng vàng. Cho nên á mình nhìn thấy á thì sáng sớm mình tranh thủ mình lo mình đi, họ đi làm. Cái chiều cái họ tranh thủ họ về. Cái cuộc đời của họ cứ vậy, đi rồi về, đi rồi về. Thì chúng tôi mới ngẫm nghĩ đúng. Cuộc đời này á, thì Đức Phật ngài dạy chúng ta là nên đi con đường trung đạo. Chúng ta nhắc lại câu thơ nha. Đường đời 2 nẻo ngược xuôi. Đọc theo đi cho nhớ. Đường đời 2 nẻo ngược xuôi. Ai đi đường giữa cắt đuôi khổ sầu. Quý vị có muốn hết khổ sầu không? Thì phải đi con đường giữa. Chứ đừng có mà đi ra giữa đường thì nó là chết luôn. Chẳng những không có sầu mà đi luôn, vô nhà thương hoặc vô nhà xác luôn. Cắt đuôi khổ sầu tức là mình chấm dứt cái khổ.
Tại vì sao chúng tôi nói như vậy? Bây giờ quý vị tĩnh tâm chút xíu, quý vị nghe chúng tôi hỏi, quý vị có đồng ý với chúng tôi là cuộc đời này có vui rồi sẽ có buồn không? Phải không? Đâu ai mà vui hoài. Phải không nè? À, ta nói không ai mà giàu ba họ, không ai khó ba đời, không ai mà sướng hoài hết á. À, có vui thì sẽ có buồn, đúng không? Có sướng có khổ, vô thường người ơi. Quý vị hiểu cái câu này không? À, tại cái vô thường là cho mình khổ. Bây giờ ví dụ như mình thương cái người đó thì sướng đó, mình có một căn nhà đẹp, một căn biệt thự đẹp, sướng đó. Nhưng một ngày nào đó rồi lỡ kẹt tiền, đổ nợ, bán căn biệt thự thì đau khổ đó. Hoặc là nếu như cho do dù mình có hay đến mức độ mình không bán nó đi, nhưng đến một ngày nào đó thần chết đến rước mình đi, phải xa nó không? Phải xa chứ đâu có ai ở hoài. Có mấy ai sống mãi ngàn năm giữ hoài không? Không. Cho nên người ta mới nói một câu là nhân sinh là kiếp vô thường, vô thường là kiếp đoạn trường nhân sinh. Ghê chưa? Hả? Không nghe. Bác nói gì? À không nghe. À, đại khái như vậy. Tức là à, đảo từ, bác nói đảo từ, từ này đảo qua từ kia. Nhưng mà cái này là ý, chúng tôi đang nói cái ý. Tức là cái kiếp con người thì mình thấy quý vị thấy nó vô thường không? Mong manh vô thường lắm. Mới đầu xanh hay đã đầu bạc. À, thấy đó rồi mất đó. Đúng không? Vô thường. Nhưng mà chính cái vô thường đó là kiếp đoạn trường nhân sinh con người chúng ta. Như vậy thì chúng ta có xác định một điều thì chúng ta hiểu được là có vui thì sẽ có buồn, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Quý vị thấy cái lá xanh không? À, lúc màu non là nó xanh lắm, nhưng mà rồi nó héo, rồi mố rụng, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử, tử sinh, mình là vậy đó, luân hồi mà. À, chết rồi lại sinh, sinh rồi lại chết, chứ không phải chết là hết nha. Hãy nhớ, chúng ta cứ tưởng chết là hết. Nếu mà chết là hết thì mình không có sanh. Cho nên cái chuyện sanh tử á, khi mình hiểu được con đường trung đạo rồi, mình cũng không có nên gọi là vui mừng khi mà mình được sanh ra. Và mình cũng không có nên đau buồn khi mình mất đi. Bởi vì có mất đi thì mới có sanh ra chứ. Mình vô lý đó, mình ham sanh ra mà không chịu mất đi. Mình muốn có thêm chứ mình không muốn mất là không được. Nó hoàn toàn là phi lý. Quý vị mừng một đứa bé 1 tuổi ăn thôi nôi, vui mừng. Nhưng mà mình lại đau buồn một ông già 80 tuổi mất đi. Một ông già 80 tuổi nếu không mất đi thì làm gì có đứa bé 1 tuổi xuất hiện. Phải không nè? À, cho nên quý vị biết không, theo Phật giáo Nam Tông á, Nguyên Thủy á, chúng tôi báo cho quý vị biết á, Đức Phật á, ngày sanh ra đời rồi ngày viên tịch cùng một ngày đó, cùng một ngày đó, theo cái lịch sử của Phật giáo Nguyên Thủy đó, đều là ngày trăng tròn tháng quê sắc hết, rằm tháng tư hết. Nhưng mà Đức Phật ngài làm như vậy là để gì? Theo chúng tôi nghĩ ngài cho chúng ta một cái thông điệp. Nếu như mình mà vui ca giang đón mừng ngày đản sinh, không lẽ giờ mình vui ca giang đón mừng ngày Đức Phật Niết Bàn? Mà đúng như vậy, nếu như mừng cái ngày đản sinh của ngài thì cũng là cái ngày mình mừng ngày Niết Bàn. Như vậy thì ngài nó muốn nói chúng ta rằng là chết là sự đi về. Không nên buồn khi một người chết và cũng không nên vui mừng quá mà khi một người được sanh ra. Như vậy hai cái này nó bằng nhau. Nếu như quý vị tinh ý một chút nữa, quý vị trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật ngài giảng về 4 chân lý, đúng không? Là 4 sự thật mà chúng ta gọi là gì? Tứ diệu đế, đúng không? Cái đế thứ nhất là gì? Khổ đế, phải không? Đúc khai sách giá là khổ đế, là chân lý về sự khổ, là sự thật về sự khổ. Khổ đế này gồm cái gì nè? Ai học rồi nhớ nhắc coi. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, đúng không? Đúng không? Như vậy thì mình thấy, ủa, chết là khổ đúng rồi, sao sanh cũng khổ nữa? Hai cái này nó bằng nhau, đúng không? À, nó bằng nhau. Mà quý vị không để ý đâu, thật sự ra khi đứa bé chào đời, cái điều đầu tiên nó làm là gì? O o 3 tiếng chào đời đó. Mà mình thì mình vui, mình cười. Còn nó báo cho biết là khổ đó. Phật dạy mà, cha tí bí đúc kha sanh là khổ, cha ra tí bí đúc kha già là khổ,
Abhya Tibi Dukkha, bệnh là khổ. Marana Tibi Dukkha, chết là khổ. Như vậy thì sanh và tử theo mình nên sống con đường trung đạo, hiểu không nè? Cho nên cũng không quá vui mừng mà cũng không quá đau buồn. Bởi vì nếu như mình cứ liên tiếp mình buồn, mình không muốn chết thì làm gì có đời sao? Thấy không? Đời người như những chuyến xe vậy đó, người lên, người xuống, người về, người đi. Lúc hội ngộ, lúc phân ly, nụ cười, tiếng khóc, có khi lặng buồn. Kẻ cùng đi xuống giữa đường, gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Vẫy tay gạt vội niềm đau, rồi mai tiếp chiến xe đầu lại xa. Thấy không? Đâu phải chết rồi là hết đâu. Lại tiếp tục sanh ra, chừng năm sau là thành đứa bé 1 tuổi rồi. Thấy không? Đứa bé xong cái là chừng 10 năm sau là thành người đứa bé 10 tuổi rồi. Nó cứ như vậy, sanh tử. Bây giờ quay lại cái đề tài. Hôm nay chúng tôi giảng đề tài gì nè, nhắc ngay lại coi. Con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường giữa hai cái thái cực, là không quá lợi dưỡng và không quá khổ hạnh. Thì lúc bấy giờ quý vị biết cái con đường này là Đức Phật Ngài chứng thực kinh nghiệm từ bản thân của Ngài. Ngài nói ra là quý vị nhớ là trước khi Đức Phật thành Phật á, đắc đạo á, thì Ngài từng đi theo pháp môn khổ hạnh mấy năm nè? 6 năm khổ hạnh rừng già. Mà trước khi Đức Phật đi xuất gia thì Ngài ở đâu? Cung vàng điện ngọc, phải không nè? Cung vàng điện ngọc thì quý vị thấy biết là nó thiếu cái gì không? Không. Vua mà đâu có thiếu cái gì. Cho nên Ngài thấy cái gì muốn là có, muốn là được. Giống như một đời sống lợi giữa. Nhưng mà Ngài thấy rồi nó cũng không có giải quyết được sanh lão bệnh tử. Ngài trầm tư suy nghĩ về cái vấn nạn nhân sinh này, Ngài mới từ bỏ cung vàng điện ngọc, Ngài đi tìm đường xuất gia. Là Ngài lại gia vào con đường thứ hai là gì? Khổ hạnh. Nếu mà nói về khổ hạnh thì kính thưa quý vị, không có ai qua Đức Phật hết. Ngài ăn ít dần, chúng tôi nói về vấn đề ăn thôi. 6 năm, phải 4 năm. Học bài nó còn lộn xộn vậy đó. 6 năm khổ hạnh rừng già. Tức là Ngài ăn thay vì lúc đầu giống như mình ăn cơm 3 chén, thuốc 3 thang. Nhưng mình ăn riết còn 2 chén, ăn riết còn 1 chén, ăn riết còn nửa chén, ăn riết còn 1/4 chén, ăn riết là còn nhúm thôi, ăn riết là còn dừng dài chục hạt cơm thôi, riết là còn 10 hạt, riết là Ngài ăn tận cùng là còn có 1 hạt cơm thôi. Chắc tiêu, bà nghe nó chắc tiêu. Bây giờ mình làm nổi không? Đó, mình là sao? Mình nhiều khi cơm ít một chút là mặt này mặt nọ rồi. Bữa nào mà đạo tràng tu mà ta nấu cơm trễ một chút hoặc thiếu một chút là khó chịu rồi. Còn 1 hạt thôi. Ngày gầy guộc đến mức độ là biết gì, biết không? Rờ cái da bụng á, nó đụng cái xương sườn, đúng rồi. Mà rờ cái xương sườn nó đụng cái da bụng, đó là hai cái là một rồi. Nó ốm rồi, đến mức độ là Ngài ngã gục. Tức là nó kiệt sức đến mức độ là không thể nào ngồi được nữa. Thì lúc bấy giờ con gái của cái người trưởng làng ở nơi Đức Phật khổ hạnh đó, có tên là Suchata đó. À đúng rồi. Thì cô ta nó có duyên như thế này nè. Cô ta là một cô con gái, con của ông trưởng làng, mà có chồng mà lâu nay không có con. Rồi cô ta mới cũng đi cầu trời khẩn Phật dữ lắm. Cái cô ta thấy cái cội cây mà Đức Phật ngồi mà hành khổ hạnh á, cô ta thấy cô ta vái. Mà lúc mà vái thì Đức Phật không có ở đó. Đức Phật đang đi khổ hạnh cái vùng chẳng hạn như mùa sa mạc rồi đó, sa mạc ngồi rồi đang đi chẳng hạn buổi sáng tới không có ngày đó, Ngài đang làm gì đó. Cái bà vái xong bà về, bà về sau khoảng chừng mấy tháng sau cái bà thụ thai. Trời ơi, bà thấy sao mà linh quá. Cái là bà quay trở ra để bà tạ ơn cái ông thần ở cội cây đó. Nó chừng ra bà thấy ông thần đang quẹo qua bên, nó chật chà. Ồ, bà nói ông thần mình mà linh quá mà sao mà ốm yếu. Bà lật đật bà về bà, tại vì ở bên đó là bà, con của trưởng làng mà, cho nên hồi xưa trưởng làng người ta có cù dê dữ lắm. Thì cô ta có một cái đàn dê, rồi mới lấy cái sữa dê đó mới đem tới mới tạ lễ cho ông thần. Thấy ông thần yếu quá rồi, ông thần phù hộ mình thì hay thiệt, nhưng mà có điều quá yếu. Giống như bây giờ mình có một sư phụ rồi đó,
mình ông sư phụ thuyết pháp hay quá, nhưng mà vài bữa ông bệnh ông nằm đóng vô thăm nó, trời ơi sư phụ sao mà ngồi không nổi nữa, hồi nãy còn kiếm sữa rồi, kiếm sữa Ensure rồi vô cúng dường cho sư phụ, cho sư phụ khỏe. Ở đại khái theo khi Đức Phật ngày dùng cái bát sữa của nàng xuất gia ta xong thì ngài mới bắt đầu ngài ngộ ra con đường trung trung đạo, tức là nói rằng là cái khổ này không thể nào diệt theo cái kiểu này được, không thể nào mà mình từng chặt tay chặt chân rồi bây giờ đứt tay đứt chân xem nhẹ. Nó khổ một cái quý vị biết tại sao không? Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không biết. Đúng thiệt là trước đây là mình đã từng dầm mưa giải nắng rồi, đúng không? Bây giờ lỡ mình đi bị mắc mưa lâm râm cũng không sao. Nhưng mà khổ một cái là gì? Cái tâm mình không được giữ như vậy hoài. Nó bị gọi là cái thói quen, quý vị biết, lờn đi. Lờn thuốc đó, quý vị biết lờn thuốc không? Nếu mình giữ được cái vậy hoài thì mình khỏe lắm. Nếu mình được giữ vậy hoài, quý vị cần giữ cái này. Hồi đó mình sanh ra mình có cái gì đâu, sanh tay không mà bây giờ thì mình có tay không thì cũng đâu có sao. Nhưng mà khổ một cái không được. Lúc đó mình sanh ra tay không, nhưng bây giờ mình có rồi, bây giờ nó mất cái là mình buồn đó. Nếu quý vị suy nghĩ đi, đúng không? Sanh chẳng mang đến, đúng không? Chết chẳng mang đi, phải không? Chào đời thì hai tay trắng, phải không nè? Mà lìa đời thì trắng hai tay, đúng không? Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau, phải không? Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác thì quả báo muôn đời sau. Nếu như quý vị chỉ cần ngộ được cho sư đó là chào sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi, thì có gì đâu phải buồn, phải không nè? Chào đời thì hai tay trắng, mà bây giờ lỡ có trắng hai tay cũng bình thường. Nhưng mà không được. Con người mình thì bị cái bệnh gì biết không? Không có thì muốn cho có, mà có rồi thì muốn có thêm, thấy không? Cái tiền này cũng đâu phải của mình đâu, trước đây chừng ngày nó ở bên tay của bà kia. Nhưng mà khi bà trả qua cho tay mình rồi, đầu à, mất cái mình buồn, mất cái nỗi khùng nó điên lên. Thì cũng vậy, hãy chi mình giữ được cái tâm như vậy hoài thì cuộc đời này mình không có khổ. Thì mình sẽ chịu cái khổ lớn, xong cái khổ nhỏ đó với mình là không khổ. Nhưng mà khổ cái lúc mà mình chịu cái khổ lớn rồi á, cái khổ nhỏ không khổ, nhưng mà thời gian cái khổ nhỏ thành khổ. Cái khổ nhỏ thành khổ. Ngày xưa, nó xin lỗi quý vị nghe ngược đây chừng 30 năm về trước đi ha. Trong người mình làm gì có được 10 triệu, phải không? Có được 1 triệu mừng muốn chết. Mỗi lần mà Tết đến xuân về mà nhà có được 1 triệu ăn Tết mừng rồi. Bây giờ mỗi lần Tết đến xuân về có 10 triệu rồi mà chưa thấy mừng nữa. Hãy muốn có 100 triệu, rồi có 100 triệu, rồi muốn có 1 tỷ, 100, đúng rồi, phải có vài trăm triệu, vân vân. Như vậy đó, muốn hoài. Chúng tôi có một câu chuyện nó vui, chúng tôi kể cho quý vị nghe để quý vị thấy được cái tâm của chúng sanh nó vậy. Buổi sáng sớm có đứa bé nó ngồi bên lề đường nó khóc. Một người thanh niên á, tốt bụng đi ngang thấy đứa bé khóc, nó hỏi tại sao con khóc. Thì đứa bé trả lời đơn giản là hồi sáng mẹ cho con 1 đồng ăn quà, con mãi mê chơi đánh rơi mất, bây giờ con buồn con ngồi con khóc. Thì đứa bé mới nói, người lớn mới nói thôi vậy con nín đi, chú sẽ cho con 1 đồng. Thì người thanh niên tốt bụng móc 1 đồng ra cho đứa bé. Đứa bé cầm 1 đồng trên tay, thay vì nín đi, đằng này nó khóc lớn hơn nữa quý vị. Thì người thanh niên mới ngạc nhiên mới hỏi tại sao con mất 1 đồng con buồn con khóc, bây giờ chú cho con 1 đồng rồi con còn khóc nữa. Đứa bé mới trả lời rằng là phải chi hồi sáng con đừng mất 1 đồng, bây giờ con có 2 đồng rồi. Trời đó. Con người mình như vậy đó. Chúng tôi muốn nói như vậy, bây giờ quý vị biết cái tâm mình nó không có được vì gọi là phải được như vậy hoài thì không nói, đằng này nó thay đổi dữ lắm. Cho nên Đức Phật ngài mới đi tìm cái con đường trung trung đạo. Thì con đường trung đạo ở đây chúng ta ai thuộc không nè, là con đường bát chánh đạo, đúng không? Đầu tiên là chánh gì ai nhớ? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Đây nè, ông ngồi đây nè. Dở quá à. Thứ tám đó là sư đi, phải không? Chánh định đây nè. Có nghe giới thiệu chưa? MC đâu rồi? Nãy MC giới thiệu là hôm nay có ai thuyết pháp vậy? Chánh định đó. Hôm nay chúng tôi giảng bài này đúng luôn á. Là chúng tôi là một trong bát chánh, phải không? Bát chánh đạo. Con đường trung đạo tức là con đường bát chánh đạo.
Tức là mình phải tránh hai thái cực là không quá lợi dưỡng và không quá khổ hạnh. Hôm nay mục đích của chúng tôi muốn cho quý vị biết rằng chúng ta có ba cái loại biết. Ba cái loại biết. Thứ nhất là cái biết của thức tri. Thức tri là gì? Là cái biết là do con mắt, do lỗ tai, do mũi, do lưỡi, do thân, do ý mà chúng ta biết. Thì cái biết này, một cái loại biết mà trong nhà Phật gọi là thức, thức tri. Ví dụ như mình có con mắt, mình nhìn thấy cảnh sắc, mình biết xanh vàng, đỏ trắng, sáng tối, đẹp xấu, vân vân. Thì cái biết này gọi là cái biết của tâm nhãn, nhãn thức. Thức là biết, thấy không? Mà của nhờ con mắt chứ mấy người mà bị khiếm thị họ đâu có thấy đâu, phải không nè? À, rồi cái biết do lỗ, lỗ tai gọi là nhĩ thức. Nhờ cái lỗ tai mình nghe được âm thanh, thì mình có nghe âm thanh thì mình mới nghe cái âm thanh nào mình thích và không thích chứ. Chứ nếu mình điếc thì bà kia bà chữ mình từ sáng đến chiều mình cũng đâu có biết, phải không nè? Đồng ý với tôi là nếu như quý vị điếc mà gặp người họ ngồi chữ mình từ sáng đến chiều mình có buồn không? Có nghe đâu buồn, đúng rồi. Có biết đâu buồn, phải không nè? Đó. Như vậy thì chúng ta có đồng ý với tôi là mình có một cái loại biết là do thức tri không? Tức là sáu cái giác quan của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, suy nghĩ. Thì nó xảy ra những cái biết, đúng không? Thì chúng tôi gọi là cái biết đầu tiên của con người là thức tri. Là chúng ta đang xài hàng ngày đó. Ngày nào chúng ta mở mắt dậy, thức ngủ thì thôi, thức dậy là biết tùm lum vậy đó. À, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, mình cứ lung tung vậy đó. Cứ thấy cái gì, nghe, ngửi, nếm, đụng mà cái gì thích đó, thì mình hoan hỷ, mình vui. Mà cái gì không thích là mình buồn, khổ. Nó hôm nay khổ quá. Gặp cái bà đó tôi nghe bà nói này kia tôi cũng mệt. Rồi là tôi ngửi cái mùi này không thơm. Tôi ăn cũng ngon. Nó như đó thôi, mình khổ sướng là như đó đó. Bây giờ ông tin chúng tôi bây giờ tỉnh lại một chút đi. Quán sát lại một tí đi. Là tại sao con người mình khổ? Là bởi vì sáng ra mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thân xúc chạm mà nó không được như ý. Nó làm cho tâm mình không thấy vui, là mình cảm thấy mình khổ, phải không nè? Ông có gì xét lại cái khổ con người mình từ đâu? Bây giờ chính quý vị cứ than đời là khổ đó. Mà chúng tôi hỏi quý vị khổ cái gì? Quý vị trả lời đâu có xong. Bây giờ theo giờ xin phép xin lỗi cô nha, cô là người đầu tiên ngồi trước xin hỏi cô, theo cô cái gì là khổ? Không như ý là khổ đó. Cái thích của mình mà nó không được như ý, mình thích nghe kinh mà bây giờ nó mở nhạc không à, khổ. Nhưng mà đứa cháu của mình nó thích nghe nhạc mà mình mở kinh không à, theo quý vị nó khổ rồi, nó vui, nó khổ, phải không nè? Rõ ràng cũng cái băng đó, nhưng mà đối với mình thích lắm. Sáng quý vị không tin cho tôi, quý vị cứ lìa nhà quý vị mở cái băng giảng anh đi, mở lớn lớn lên chút, mình nghe mình thích lắm, mình nghe pháp mà. Nhưng mà cái đứa cháu mình á, nó tuổi tin mà, nó trời ơi bà ngoại ơi, sao bà ngoại cứ mở cái này hoài vậy, con nghe không có được đó. Để nó đối với nó là khổ, nhưng mà đối với mình là hạnh phúc. Như vậy thì theo quý vị, hạnh phúc và khổ đau bây giờ quý vị có định nghĩa được không? Nhiều khi cái hạnh phúc của người này nhưng mà khổ đau của người kia, phải không nè? Nhưng mà nhiều khi khổ đau của người kia mà hạnh phúc của mình á, phải không nè? Bây giờ ví dụ như ông xã mình đi, ông đi theo cái bà đó, mình thì khổ đau muốn chết rồi đó, mà bà thì hạnh phúc, phải không nè? Mình ghét ông rồi, mình gần ông mình bực lắm. Ông phụ bạc, đầu người đàn ông phụ bạc, không, tôi không thích gần nữa, xa tôi ra, gần ông tôi khổ lắm. Nhưng mà cái bà bên kia, cái bà mà ông phụ bạc mình theo bà đó, theo cái gì, bà hạnh phúc hay bà khổ? Bà khoái muốn chết rồi đó. Ông về ông đi vậy lẹ lẹ đi, vợ với tôi nó dụ như vậy. Như vậy thì hạnh phúc của người này, nhưng mà nhiều khi khổ đau của người kia. Cho nên bây giờ sẽ định nghĩa cái hạnh phúc cho quý vị một cách đơn giản để quý vị có thể. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là những gì mình lựa chọn. Đồng ý không nè? Ví dụ như mình vô một cái tiệm quần áo, biết bao nhiêu bộ, xanh vàng đỏ trắng, màu mè đủ thứ. Nhưng mà cái bộ nào mà mình chọn á, mình chọn mình lấy về thì đối với mình cái bộ đó đẹp. Nhưng mà đối với cái người thứ hai chưa chắc gì bộ đẹp rồi nha. Không tin chúng tôi, quý vị ra tiệm quần áo đứng đi, 10 người vô lựa 10 bộ khác nhau. Lâu lâu mới có người lựa trùng với mình thôi. Đối với họ thì cái này đối với họ là đẹp. Cái màu sắc này, cái kiểu này, cái model này
Thì đối với họ là họ thích. Như vậy thì hạnh phúc là gì? Định nghĩa đơn giản là những gì mình lựa chọn. Nhưng mà khổ một cái, nó cũng chưa rốt ráo nữa. Bởi vì nhiều khi mình lựa chọn rồi, các bạn nói tôi chọn lầm, có không? Đó, lúc đầu tôi thấy hạnh phúc mà sao tôi thấy không có gì hạnh phúc hết trơn hết á. Trời ơi, cái ông này ông lấy vợ. Ông lấy vợ xong cái ông về, hình như ông hơi hối hận hay sao. Cái ông mới làm cái bài thơ. Ông nói an ủi ông mà. Ông nói vợ tôi nó dữ như chằn, hèn chi lúc trước chẳng thằng nào thương. Có lý. Có lý chưa? Không ai thương cho thì mày ổng mới thương chứ, cái người khác thương nó lụm rồi. À, rước mắt rồi. À, mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Chắc tại hồi đó tôi đuôi, hay là tại số tôi xui không chừng. Xui thiệt. Nghĩ tới bực phát muốn khùng, tối ngày nhằn riết lùng bùng cái lỗ tai. Riết rồi cái mặt tôi chai, giả đò những điếc không hay biết gì. Thích nhằn thì cứ nhằn đi, ông không để ý làm chi cho phiền. Cho nên kính thưa quý vị, như vậy hạnh phúc là những gì mình lựa chọn. Ví dụ như quý vị hôm nay quý vị chọn lựa vào chùa Bửu Liên để tham dự khóa tu, nghe sư Chánh Định thuyết pháp là vui. Vui còn hơn đi coi ca nhạc nữa, phải không? Vui còn hơn đi gặp được nghệ sĩ nổi tiếng nữa, phải không? Bây giờ quý vị mà gặp được nghệ sĩ nổi tiếng quý vị thích không? Ví dụ như giờ quý vị có mong gặp được Mr. Đàm không? Hay là muốn gặp Mr. Định? Mr. nào? Mr. Định phải không? Đó, Mr. Đàm thì hát là ông hoàng của nhạc Việt, phải không? Bây giờ gặp Mr. Định thì nghe pháp thì nó phải không? Nhưng mà có số người ở đâu thích gặp sư Mr. Định đâu. Họ mơ gặp Mr. Đàm, phải không nè? Như vậy thì đối với họ gặp Mr. Đàm là hạnh phúc. Còn mình gặp Mr. Đàm thì cũng bình thường đó, phải không nè? Dữ lắm thì cái ca sĩ bình thường, nhưng mà gặp được Mr. Định á, nghe ông thuyết pháp nghe ông thuyết pháp á, phải không? À, nó hoan hỷ hơn. Bây giờ xin chữ ký của Mr. nào? Đó, tự quý vị nói à. Cái này không phải tự bia đâu. Giờ nếu mà gặp Mr. Đà thì Mr. Định đứng ngoài đường rồi dành xin chữ ký ai? Đó. Biết chưa? Cho nên cuộc đời này hạnh phúc nó không phải là cái gì là cố định, đúng không? Nó chưa có một cái chuẩn mực nào hết á. Cho nên những cái gì mình lựa chọn, mình cảm thấy yêu thích là đối với mình là hạnh phúc. Thì hôm nay á, chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị là nên đi theo con đường trung đạo, con đường bát chánh. Đầu tiên là chúng ta phải đi chánh kiến trước, tức là phải thấy đúng. Quý vị biết không? Cái thức thứ nhất là cái thức tri, cái biết thứ nhất là biết tri. Cái biết thứ hai là gì? Là cái tưởng tri. Cái tưởng tri là gì quý vị biết không? Là cái biết mà do kinh nghiệm mình trải qua. À, cái biết mà do mình học hỏi kiến thức rồi mình nhớ lại, thì đa phần là cái biết đó gọi là cái biết của tưởng tri. Ví dụ như bây giờ hôm nay sư lên đây sư nói là những gì mà sư nhớ, sư học, sư nghe. Thật sự ra cái tuệ này là tưởng tri, hiểu không? Hiểu chứ tôi nói không? Rồi quý vị nghe xong rồi quý vị nhớ, cái quý vị có thể nói lại một vài người Phật tử nữa thì cũng đều là tưởng tri hết. Tưởng là nhớ lại thôi, đúng không? Nhưng mà cái biết thứ ba mới là cái biết quan trọng, đó là cái biết của tuệ tri. Ai mà có cái biết này đó, thì người đó mới gọi là nếm được cái hương vị pháp bảo. Cái biết này là biết cái gì? Là biết quả nhân quả. Cái biết này là biết gì? Là biết quả tam tướng, tức là vô thường, khổ não, vô ngã. Cái biết này á, chúng ta gọi là biết đạo thì không buồn chuyện trái ngang, thì mới gọi là có trí tuệ. Còn mình biết đạo rồi mà còn buồn chuyện trái ngang á, xin lỗi quý vị, cái đó là mình chưa biết đạo. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì quý vị nhìn qua cái lăng kính nhân quả thì quý vị thấy cuộc đời này có gì bất công không? Không. Còn mình không nhìn qua lăng kính nhân quả thì mình thấy sao bất công quá
Tại sao có người giàu, người nghèo, để rồi mình mới than thân trách phận? Tại sao trời không thương con mà lại thương cái bà kế bên? Thấy không? Mình hiểu nhân quả rồi thì giàu nghèo là nghiệp mỗi người. Ta tạm thấy đủ là vui ở trong lòng, đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Phải không nè? Nếu như quý vị là cái người mà có trí tuệ rồi, quý vị biết đạo rồi, thì dứt khoát nghe giùm tôi câu này, khắc trong tim giùm chúng tôi câu này. Đó là gì? Biết đạo không buồn chuyện trái ngang nữa. Thì quý vị sẽ thấy bớt khổ liền. Phải không nè? Tại vì mình bây giờ mình thấy sao mà đời bạc trắng như vôi, thay trắng đổi đen, đời sao mà mạnh ăn hiếp yếu, vân vân vân, mình buồn. Không phải. Nhân quả. Mình thấy một người mạnh ăn hiếp một người yếu thì thường tự nhiên cái mình thương cái người yếu mà mình ghét cái người mạnh. Đúng không? Mình muốn binh cái người yếu, muốn chống lại cái người mạnh. Nhưng hôm nay mình biết đạo rồi thì mình biết là cái người mạnh ăn hiếp người yếu này thì nó có nhân quả hết á. Phải không? Cái người yếu đang trả nghiệp, còn người mạnh thì đang gây nghiệp. Anh gây nghiệp đi rồi mới anh đẳng quả thôi. Đơn giản thì cái tâm mình bắt đầu nó bình thản. Con đường trung đạo là vậy đó. Tức là mình không có thiên lệch. Tự nhiên mình thương cái người yếu mà mình ghét cái người mạnh. Cho nên cái cuộc đời này mình nhìn riết rồi mình nói: ôi ơi, có người sao mà dễ thương quá, mà sao có người có dễ ghét quá vậy ta. Thấy không? Cái bà kia trời tội nghiệp bà lắm, bà nghèo bà còn bệnh nan y nữa, thấy thương lắm. Còn cái thằng quỷ kia nó giàu nó chảnh quá thì chảnh, thấy ghét lắm. Như vậy thì không được. Cuộc đời này quý vị biết, mình biết đạo rồi mà nhìn ra thì không có ai dễ ghét hết, chỉ có người dễ thương và người đáng thương thôi. Phải không nè? Đó, quý vị mà biết đạo rồi á thì quý vị nhìn ra cuộc đời này thật sự ra không có ai dễ ghét, đáng ghét đâu, mà chỉ có cái người dễ thương và người đáng thương. Cái người á mà làm cho mình được quan hỷ mà vui vẻ thuận theo mình á thì có người đó dễ thương. Nhưng cái người mà kẻ thù mình là cái người đó sao? Đáng thương. Cái người mà gây cho mình nhiều phiền não á là cái người đáng thương. Nhớ nghe. Như vậy thì lúc bây giờ cái tâm của mình á như thế nào thì mình nhìn ra cuộc đời giống như vậy. Đức Phật ngài nhìn ra cuộc đời, ngài có thấy ai dễ ghét không? Có thấy ai đáng ghét không? Theo như Đức Phật ngài nhìn đề Bà Đạt Đa, ngài đáng ghét hay đáng thương? Đáng thương. Đó, mình đệ tử Phật cũng phải nhìn như vậy. Phải nhìn như vậy. Bây giờ bỏ đi hai cái từ dễ ghét, đáng ghét dùm sư, không xài nữa, xóa đi trong đầu mình. Bây giờ chỉ có hai cái từ thôi. Một là gì? Dễ thương. Hai là người gì? Đáng thương. Sư chánh định là dễ thương hay đáng thương? Dễ thương. Quý vị nói à, sư không nói. Còn cái bà mà chuyên môn gây cho mình phiền não này nọ, khổ đau lum là đáng thương. Hay không? Đó. Tu là vậy thôi. Chánh kiến tu trực tiếp vô con đường trung đạo luôn. Phải không nè? Bởi vì mình biết chắc á, là hễ mà thương yêu sanh ra sầu muộn, thương yêu sanh ra lo sợ. Người không có thương yêu sẽ không có sầu muộn lo sợ. Quý vị biết không? Mình thương cho nên á, đến chùa để làm chi? Nhớ một sự hai câu này: đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có một cái bệnh rất là lớn là thương rồi giận. Mà hãy thương nhiều thì giận nhiều, mà thương ít thì giận ít, mà không thương thì không giận. À, mình rõ ràng lắm nha. À, hay lắm à. Hãy thương nhiều. Cuối cùng thì mình nói sao? Cuối cùng thì cái người làm cho tôi đau lòng nhất là cái người mà tôi thương yêu nhất, có không? Đó là do mình sai. Cuối cùng mình sẽ khẳng định câu là cái người mà tôi thương yêu nhất là cái người làm cho tôi đau khổ nhất. Sao kỳ vậy? Mình thương yêu sao đau khổ? Cho nên tại vì mình thương mà giận. Hôm nay quý vị nhớ dùm sư hai câu, khắc vô trong tim mình luôn. Nếu ai mà hay quên thì khắc dùm lên trán. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn. Đến đây là không có hơn thua nữa, bỏ đi cái thiệt hơn đi. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Như đó rồi quý vị an lạc. Thương không giận hờn. Quý vị biết không? Mình thương cái bà bạn đạo mình, thời gian đó mình giận bà. Mà thậm chí mình thương sư phụ mình một ngày nào đó rồi mình cũng giận sư phụ mình luôn. Có nhiều người vậy đó. Lúc đầu vô quý sư phụ lắm, thương sư phụ dữ lắm.
cúng dường cho sư phụ nhiều thứ lắm. Nhưng mà thời gian cái thấy sư phụ không dòm ngó với mình nữa, dòm ngó qua người Phật tử Kha, là cái giận. Tôi giận ổng rồi, bây giờ tôi giận sư phụ rồi. Trời, ngon lành sư phụ mà còn dám giận rồi. Mình gan lắm, mình giận bạn bè không có làm chi, thấy không? Mà giận hồi giận luôn tới thầy tổ mình luôn, thấy quá đáng không? Cho nên hôm nay quý vị phải học một cái biết thứ ba, đó là biết của tuệ. Tuệ tri là gì? Là nhìn qua lăng kính nhân quả. Cái gì nó cũng có nhân quả hết, không có gì là bất công đâu. Quý vị nghe cho kỹ, quý vị cứ mình thấy bất công cái mình ganh tị. Nhiều khi có nhiều người nói trời sao chánh định xuống quá ha, tu hành là ngồi trên pháp tòa thuyết pháp cho quý vị nghe không, xuống khổ muốn chết rồi đó. Sáng này đi từ 3 giờ khuya xuống không? Có nhiều ông nói sư giảng sư chánh định xuống lắm, rồi nay đây mai đó mới theo bên Mỹ, bây giờ thấy Việt Nam, vài bữa thấy bên Úc, xuống lắm. Theo quý vị xuống không? Không có ai xuống ai gỗ hết. Ăn thua mình chọn lựa thôi, phải không? À, cho nên vì vậy á, mình bỏ đi cái vụ mà thương mấy cái người nghèo, cái người bệnh, người khổ. Cái người giàu như họ cũng khổ muốn chết vậy đó, tại họ không nói ra thôi. Giàu khổ theo giàu, mà nghèo khổ theo nghèo, khỏe khổ theo khỏe, mà bệnh khổ theo bệnh. Hễ ai còn phiền não trong tâm thì người đó đều khổ. Cho nên mình nhìn như vậy thì mình có cái tâm công bằng không nè, bình đẳng giác là như vậy, không có nên phân biệt. Tự nhiên thấy mấy người bệnh trong nhà thương, trời ơi sư ơi thấy thương lắm, tội lắm, thấy không? Tội lắm, tội quá trời tội. Còn mấy người ở đây đâu có gì đâu tội sư, trời nhìn thấy ghét không à, à lạ vậy. Mà vậy thì từ bi ở chỗ nào? Như vậy thì thôi quý vị vô trong bệnh viện ngồi trong tu luôn, cho nó ngày nào cũng thương người ta cho nó khỏe, thấy không? Cho nên xét cho cùng thì ai cũng khổ, ai cũng khổ, thấy không? Mình nhìn qua lăng kính nhân quả thì quý vị đồng ý với chúng tôi rằng là nó công bằng vậy lắm, đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Họ phải gây như thế nào bây giờ họ mới gặn cái quả vậy chứ, thấy không? Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. À, như vậy nếu như mà mình tu với cái tâm mà buông xả không dính mắc á, là hạnh phúc. Quý vị nhớ giùm chúng tôi câu này: đời á, dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Ở ngoài đời dạy mình chiếm đoạt không, muôn ngàn cách để nắm giữ. Nhưng mà đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, khổ không? Khổ. Nghèo đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân, khổ không? Khổ. Mà thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Cho nên xét cho cùng nha, cái này nói cho tận cùng luôn, gọi là nói cuối cùng đó. Người nào cũng khổ, giàu cũng khổ, mà nghèo cũng khổ. Cái bí quyết là chúng ta biết tìm cái vui trong cái khổ, đó mới là điều chính yếu. Tức là giàu thì khổ theo giàu, nhưng mà mình tìm cái vui trong cái khổ đó. Nghèo thì khổ theo nghèo, thì mình tìm cái vui trong cái khổ đó. Cái bí quyết là chúng ta phải tìm cái vui trong cái khổ mới người người có trí tuệ. Chứ còn nếu mà giàu nghèo mà không biết có trí tuệ thì giàu cũng khổ nữa quý vị. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, tiền nhiều quá biết cất đâu, tối ngủ không thẳng cẳng, lúc nào cũng co co thủ thủ, sợ ai vô là lấy đồ, thấy không? Nằm nó chập chờn chập chờn, cho nên cũng khổ. Vì vậy thì chúng ta nên chọn con đường trung trung đạo. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi thấy thời gian cũng đã sắp 10 giờ rồi. Theo chương trình của ban tổ chức thì chúng tôi sẽ được phép chia sẻ với quý vị đến 10 giờ. À, cho nên bây giờ còn khoảng 5 phút nữa thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của cái bài giảng hôm nay. Là chúng tôi giảng tựa đề này, nhắc lại coi: con đường trung trung đạo. Con đường trung đạo là con đường giữa, đúng không? Tức là chúng ta đi theo con đường trung đạo là chúng ta đi con đường giữa, chứ không phải đi giữa đường. À, cái nội dung chính như thế này, chúng tôi xin ví dụ. Một buổi sáng sớm, còn 5 phút nữa quý vị phải tập trung nghe.
một buổi sáng sớm. Cái người chủ nhà một căn biệt thự mở cửa nhà ra, thấy trước cửa nhà mình có một bịch rác, ở trong đó có một mớ lon và bịch ni lông đã qua sử dụng. Theo quý vị, cái người chủ nhà này khó chịu, bực mình hay là vui vẻ? Khó chịu bực mình. Rác mà sao mày quăng vô trong cái căn nhà đẹp của tôi? Tôi xây bao nhiêu tiền, 2-3 tỷ, sạch sẽ thế này tự nhiên dục vô rác rồi, khó chịu. Quý vị biết không, nhưng buổi sáng hôm đó cái người chủ nhà chưa kịp mở cửa, có một người lụm lon lụm bịch, lụm dây dai á, đi ngang con đường đó, thấy cái bịch đó, rác đó. Theo quý vị, người này bực mình khó chịu hay là vui mừng dễ chịu? Mừng muốn chết, bao nhiêu cũng lụm, mà còn nói một câu sao biết không? Hên quá, hôm nay đi con đường này may mắn quá. Còn cái bà chủ nhà nói hôm nay xùi quá, mới sáng sớm thấy bịch rác thấy nổi nóng rồi, bắt đầu chửi. Chửi Phong Long rồi đó. Ai sống ăn ở có văn hóa một chút đi nghe, đừng có xài cho đã là rác dục qua nhà tôi. Nói cái bà hàng xóm á, dù vậy nói Phong Long vậy. Thì chúng tôi tạm gọi cái tâm thứ nhất là cái tâm người chủ nhà là tâm bực bội. Cái tâm thứ hai là gì? Tâm người lụm lon lụm bịch là vui vẻ mừng. Quý vị biết không, có người thứ ba, không phải là chủ nhà, cũng không phải là người lụm lon lụm bịch, sáng hôm đó họ cũng đi trên con đường đó, họ nhìn cái bịch rác đó, họ không bực mình bởi vì không phải nhà của họ, họ cũng không vui mừng là bởi vì họ không phải là người lụm lon lụm bịch. Người tu chúng ta phải là người thứ ba đó, con đường giữa là vậy đó. Là bởi vì sao? Mình thấy nó không vui bằng cái người lụm lon lụm bịch, cái tâm người lụm lon lụm bịch, và nó không bực mình bằng cái người chủ nhà. Chúng tôi báo cho quý vị biết, cái người lụm lon lụm bịch đó vui đi, vui 5 năm, 10 năm đi, rồi nhiều tiền quá lụm mà, rồi sẽ đi nhà. Để rồi cái người lụm lon lụm bịch đó bắt đầu sống với tâm người chủ nhà. Bây giờ họ nghèo thì họ lụm lon lụm bịch, nhưng mà họ lụm 5 năm, họ lụm 10 năm cho cái người này, họ gọi là xui đi, xấu họ may mắn đi. Nếu mà họ may mắn họ lụm được cái gì mà quý giá họ bán nữa, họ thành người chủ nhà liền á. Còn cái này cho họ lụm tiền miết vậy đó, nhưng cũng 30 năm thôi là bảo đảm họ đổi đời. 30 năm lụm lon lụm bịch không lẽ không xây nổi căn nhà. Nhưng mà khi họ xây căn nhà rồi thì bắt đầu sao? Ai dục bịch rác vô là khó chịu à. Mình là như vậy đó. Cho nên chúng tôi mới nói là có vui thì sẽ có buồn. Cái bà lụm lon lụm bịch đó bà vui lắm. Ngày nào bà đi lụm lon bịch mà thấy bịch rác là bà rất là vui. Giống như mình bây giờ đang đi lụm đi đó. Lụm đó mình làm mình lụm cho chắc chỗ, mình lụm cho đã mình vui đi. Rồi mốt mình nhiều đó là bắt đầu buồn phiền hoặc là không buồn phiền thì sao? Vô thường đến mình cũng chia ly, chia xa những vật, nhân vật mà mình thương yêu nhất, rồi cũng đau khổ. Như vậy cái ý này là cái ý mà chúng tôi muốn quý vị hiểu được cái bài giảng hôm nay. Đó là gì? Con đường trung đạo. Quý vị thích con đường này không? Bây giờ chúng tôi hỏi lại một lần nữa, giữa ba người này quý vị chọn người nào? Phải không nè? Tại sao mình chọn người thứ ba mà chúng tôi thắc mắc một điều? Bây giờ cái người thứ ba là không sân mà cũng không tham, đúng không? Không vui là không tham, mà không bực mình là không sân. Như vậy thì cái người thứ ba này, một là cái người phải tụng kinh, hai là cái người phải hành thiền, đúng không? Mà mình thắc mắc tại sao không có ai hành thiền tụng kinh suốt đêm mà có người ngồi chơi đánh bài suốt đêm. Chơi đánh bài á thì ăn người ta thì sao? Tâm người lụm lon lụm bịch. Mà thua người ta thì sao? Tâm người chủ nhà. Mà cứ như vậy sáng đêm hồi nào cũng hay. Ai mà chơi tứ sắc á biết, xè sáng đêm luôn, không thấy mệt mỏi gì hết. Nhưng mà mình ngồi hành thiền 5 phút 10 phút mệt. 5 phút 10 phút hành thiền là tâm của người thứ ba. Tại vì không có vui mà cũng không có buồn, phải không? Được không nè? Tụng kinh thì không vui, không buồn, mà tụng kinh sáng đêm được không? Không. Ngồi thiền sáng đêm được không? Không. Chơi đánh bài sáng đêm được không? Đó. Tự hiểu đi, tự biết là mình nó nằm trong cái con đường nào rồi, phải không nè? Cho nên mình phải ráng làm sao để mình đi con đường trung đạo. Mình biết khi mình được vui thì mình cũng biết rằng cái này là phước của mình thôi, chứ không phải là đâu mà có. Cho nên mình cũng cần vui nhiều. Mà mình lạ lắm,
mình thiếu cái con đường trung đạo, mình thiếu cái tâm trung đạo, cho nên mình lạ lắm. Quý vị có đồng ý với chúng tôi rằng là đời trước của quý vị, tiền kiếp, phước của quý vị cũng có tạo, đúng không? Nhưng mà nghiệp quý vị có gieo không? Có. Tại sao đời này mình chỉ muốn hưởng phước không vậy? Đặt câu hỏi. Tại sao đời này mày vào chùa cái cầu cho con được hưởng phước rồi đừng bao giờ trải nghiệm? Mà quý vị thấy nhân quả là định lý, kiếp trước phước cũng có tạo, kiếp này nghiệp cũng có gieo, tất nhiên đời này thì phước cũng hưởng mà nghiệp cũng phải trả chứ, thấy không? Đằng này kiếp này mình chỉ đòi hưởng phước không, chỉ muốn sướng không, muốn vui không, chứ không có muốn buồn, muốn khổ, muốn trả nghiệp. Vô lý không? Chỗ này rất là vô lý, không trung đạo là như vậy. Bây giờ mình sửa lại cái tâm trung đạo, đúng không? Vì vậy ta sanh ra đời là để trả nghiệp nha, cho dù nghiệp thiện cũng trả. Mình hưởng phước là trả nghiệp thiện, đúng không? Mình chịu khổ là trả nghiệp ác. Hai cái này đều là nghiệp, cắt cái chỗ chữ nghiệp thôi, rồi thêm chữ thiện hay là ác, đúng không? Như vậy thì ta sanh ra đời là gì? Để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở với than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Thôi thì đã hết giờ. Trước khi kết thúc, chúng tôi nhấn mạnh một điều. Hôm nay chúng tôi giảng bài giảng có tựa đề là gì? Con đường trung đạo là con đường gì? Là con đường bát chánh đạo, là con đường giữa hay là giữa đường? Là chúng ta đi theo con đường bát chánh đạo, là chúng ta đi theo con đường giữa, chứ không đi giữa đường. Tức là không có gì quá, nên tránh chữ quá. Chúng tôi nhắc quý vị, cuộc đời này quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn, quá quan tâm sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Trung đạo là chỗ này. Thôi thì hôm nay chúng tôi rất là hoan hỷ. Trước tiên cho các chúng tôi được niệm ân đến Hòa Thượng trụ trì cùng chư Tôn Đức trong ban tổ chức, đặc biệt là cho các chúng tôi được nói lời cảm ơn tất cả các Phật tử ở đây. Quý vị đã cho chúng tôi một khoảng không gian, thời gian khoảng trên một tiếng đồng hồ, thật tuyệt vời. Không có quý vị chúng tôi cũng không có giảng được bài giảng này. Nhờ quý vị mà chúng tôi mới giảng được bài giảng này. Và quý vị thì nghe pháp với cái tâm cũng rất là năng động, hoan hỷ, chứ không phải thuộc dạng là cháu hội đồng gật. Biết cháu hội đồng gật không? Là cái gì? Là nói cái gì cũng gật, nói đúng cũng gật, mà nói sai cũng gật. Là biết là thuộc dạng này là cháu hội đồng gật, sống một cuộc sống ở lại. Cho nên thì chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Nếu có dịp lần sau, chúng tôi sẽ trở lại gặp gỡ chia sẻ Phật pháp cho quý vị tiếp. Trước khi dứt lời, một lần nữa kính chúc trên Hòa Thượng chứng minh chư Tôn Đức dưới phía dưới cùng toàn thể đạo tràng Phật tử luôn luôn được sống an lành, hạnh phúc trong ánh hào quang từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.